Xin được kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, xin gửi tới tất cả quý vị lời kính chúc tốt lành, may mắn, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị và các bạn, xem tử vi cho tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong tháng 5 âm lịch sẽ giúp cho bạn thấy được những chi tiết về cuộc sống của mình, về các mặt như tiền bạc, công danh sự nghiệp cũng như là tình duyên gia đạo và sức khỏe. Qua đó thì chúng ta sẽ có được cái nhìn chi tiết và chính xác nhất về vận số của mình. Sau đây sẽ là phần luận giải lá số tử vi chi tiết cho tuổi Nhâm Tuất trong tháng 5 âm lịch. Thưa quý vị, qua phần luận giải này thì thầy Gia Cát cũng sẽ đưa ra các phương pháp hóa giải về tử vi cho tuổi Nhâm Tuất. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Những gia chủ tuổi Nhâm Tuất vốn thông minh và giỏi chịu đựng. Hầu hết, người tuổi Nhâm Tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích. Nhưng bản chất những người này lại khá nóng nảy và cứng đầu mà họ cần tiết chế để thăng tiến trong sự nghiệp. Những người tuổi Nhâm Tuất làm bất cứ điều gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Trong công việc, người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, mệnh Đại Hải Thủy, là người khiêm nhường, ham học hỏi. Họ coi trọng ý kiến của người đi trước và tích cực học hỏi kinh nghiệm của tiền bối để tự bồi dưỡng cho mình. Cũng nhờ thế mà con giáp này tiến bộ rất nhanh trên con đường mà mình đã chọn và có được những điều mình mong muốn bằng chính sức của mình. Họ cũng là người có khả năng nhìn xa trông rộng, biết đặt ra những kế hoạch dài hơi có lợi cho mình. Đã làm gì, họ sẽ làm đến cùng, cũng yêu và đam mê công việc của mình. Mọi chuyện họ đều theo kế hoạch, nhờ thế mà khả năng thành công cũng cao hơn. Trong tháng này, vận khí của những người tuổi Nhâm Tuất không tồi chút nào. Những người làm công việc văn phòng, cơ hội thăng chức trong năm khá nhiều, lương thưởng hậu hĩnh, kéo theo thu nhập được cải thiện nhanh chóng ở phương diện tình cảm, thì nữ mệnh cần phải học cách tiết chế tính nóng của mình. Giai đoạn này, cảm xúc của bạn rất dễ dao động, tần suất cãi vã cùng với các thành viên trong gia đình ngày một nhiều hơn. Và nếu không chú ý tiết chế sẽ khiến cho không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề, hôn nhân dễ xảy ra rạn nứt. Cảm xúc bất ổn còn dễ dẫn đến một vài căn bệnh tâm lý, ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần mà bạn không được chủ quan. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Bính Dương Hỏa nên gọi là thất sát. Trong tháng này, các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Tuất nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, tuổi Tuất bán tam hợp với Ngọ nên trong tháng Bính Ngọ này, những người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 hoàn toàn có thể mong đợi sự phát triển khởi sắc của sự nghiệp. Những người làm công chức, việc liên quan đến nhà nước nhìn chung đều có tiến triển tốt đẹp, không gặp phải trở ngại nào quá lớn. Nhưng đường thăng tiến của bạn vẫn phải đối mặt với không ít vất vả. Do đó chớ nên ngủ quên trên chiến thắng mà sinh ra lòng chủ quan quá sớm. Việc làm ăn kinh doanh có tiến triển tích cực, tuy nhiên phải rất vất vả, đổ nhiều mồ hôi công sức thì gia chủ mới có thể hoàn thành mục tiêu ở mức khá. Tháng này, sự nghiệp của gia chủ sẽ tương đối ổn định với những người làm công ăn lương. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bạn, vì vậy năm nay lương thưởng sẽ tăng lên đều đặn. Sự nghiệp của người tuổi này có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời đầu tháng, tuy nhiên bạn sẽ phải tham gia nhiều vào buổi tiệc tùng tụ tập, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Nhâm Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này bạn có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc tài chính cũng tăng lên. Hầu hết bạn sẽ được thăng đến một cấp độ mà bạn chưa bao giờ đạt được trước đây. Bán tam hợp mang đến những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Chỉ cần bạn nắm giữ được cơ hội thì chuyện tiền bạc rủng rỉnh sẽ trở thành hiển nhiên. Có những thời điểm bạn hao tài tốn của một khoản không nhỏ cũng bởi vì tiêu pha theo ý muốn mà không suy nghĩ về tương lai hoặc gặp rắc rối về tiền bạc vì người khác. Song nhờ tài năng và năng lực cá nhân được phát huy tốt, quý nhân phù trợ, gia chủ có thể dễ dàng chuyển đổi thành ưu thế giúp mình đạt được một phần lợi nhuận nhất định từ công việc tay trái.
Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi tháng Bính Ngọ, sức khỏe nhìn chung không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng có sự giảm sút rõ ràng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ bên trong, không thể lơ là. Tim mạch có thể sẽ xảy ra vấn đề, hệ tiêu hóa cũng hoạt động không bình thường, da dẻ kém sắc, cần phải dành thời gian chăm sóc cơ thể của mình nhiều hơn. Các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Tuất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Chuyện tình cảm dù không quá lý tưởng nhưng cũng không quá tệ. Gia chủ vẫn có cơ hội cải thiện hàn gắn một số rạn nứt. Nam mệnh có thể gặp được một vài đối tượng ưng ý bản thân đã có sẵn thiện cảm, nhưng đôi lúc bị kìm kẹp về cảm xúc, khó diễn tả thành lời. Cần phải chủ động và mạnh dạn hơn nữa thì kết quả rất đáng để chờ đợi nhé nam mệnh độc thân. Còn với nữ mệnh, đa phần các mối quan hệ không kéo dài hoặc chưa đi đến kết quả tốt đẹp cuối cùng. Bạn cũng được một vài người khác phái tiếp cận nhưng không mở lòng đón nhận nên mọi thứ gần như không có gì thay đổi. Gia đạo yên ổn, mọi thứ trôi qua khá bình lặng. Tuy nhiên có lẽ vì cả hai vợ chồng quá mải mê với cuộc sống cơm áo, gạo tiền mà có dấu hiệu lạnh nhạt hẳn với nhau. Hôn nhân thiếu đi ngọn lửa nhiệt tình, những lời quan tâm và hỏi han cũng thưa dần. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ, Lục Hợp Mùi, Tam Hợp Dần và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với những người tuổi Nhâm Tuất trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 5 năm 2022, tức ngày 8 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Nhâm Thìn, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 5 năm 2022, tức ngày 20 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Nhâm Tuất trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 9 tháng 5 năm 2022, tức ngày 7 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Tân Mão, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 21 tháng 5 năm 2022, tức ngày 19 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi cho những người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong tháng 5 âm lịch. Qua đó quý vị cũng biết được là chúng ta sẽ phải nắm bắt vận hạn của mình như thế nào và cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 5 âm lịch này.
Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông thông báo để có thể luôn là người đầu tiên chúng ta nhận được những video mới nhất của chương trình. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng lần sau trên kênh.